Hai, lời đầu tiên Lâm Phương xin phép được chào cả nhà thân thương. Thưa cả nhà, thì hôm nay đúng vào ngày rằm tháng 8, Tết Trung Thu. Lâm Phương xin phép được lên đây để mà chia sẻ cùng cả nhà một cái phương pháp trị bệnh, cũng như chúng ta làm các triệu chứng của chúng ta như là khó ngủ, giấc ngủ nó chập chờn. Thì phổi thì ho, hen suyễn, rồi dạ dày chúng ta, rồi có cao huyết áp. Thì đó là những triệu chứng mà những người lớn tuổi hay gặp. Thì đơn giản lắm quý vị à, cũng như chúng ta tập dưỡng sinh mỗi ngày vậy mà. Vào chúng ta làm vào buổi sáng khi dậy, chúng ta đi tập dục với nhau ngoài công viên hay bên ngoài hay trong tại nhà cũng được. Rồi hoặc là rồi một lần rồi tối nữa là trước khi ngủ chúng ta ngồi trên giường chúng ta làm cũng được. Rồi xong thì chúng ta ngủ, rất đơn giản. Theo như kinh Lạc Học thì tất cả các đường huyệt nằm trên các đầu ngón tay của chúng ta. Thì mỗi huyệt như vậy thì nó có một hiệu quả đó, trị một loại bệnh. Thì như Lâm Phương thấy thì trên đầu ngón cái này nè, huyệt nó nằm vào mép bên ngón cái đây ha. Rồi ngón trỏ thì huyệt cũng nằm bên mép nhỉ. Còn ngón giữa thì huyệt lại nằm ở trên đầu ngón tay. Ngón giữa này, cái huyệt này này nó là hiệu quả về cho tim. Còn của bên ngón trỏ thì nó lại hiệu quả cho dạ dày. Rồi còn cái ngón áp út thì cái huyệt nó nằm bên mép về hướng ngón út. Cái huyệt đó dưới móng tay mà nằm mép về bên ngón út. Còn bên ngón út thì tới hai huyệt nha cả nhà, nó lại nằm ở dưới hai bên mép hai cái móng đó. Đó là các huyệt nằm trên các đầu ngón tay của chúng ta. Thì đó, các huyệt thường nằm trên đầu các ngón tay và móng chân của chúng ta. Thì cách này rất đơn giản quý vị à. Thì chúng ta cứ vuốt ngang tay phải, vuốt cho tay trái, vuốt ngang bên ngang nha, 30 lần. Xong rồi ta vuốt dọc ở trên, vuốt thêm cũng 30 lần. Và thứ tự như vậy, ngón cái, ngón trỏ cũng vậy đó, cũng vuốt ngang 30 lần, vuốt dọc 30 lần. Ngón giữa cũng vậy, cũng vậy, ngang dọc 30 lần. Ngón áp út cũng vậy, ngang dọc 30 lần. Út cũng vậy, ngang dọc 30 lần. Thì sau khi ta làm cái bên tay phải cho tay trái rồi thì chúng ta nghỉ ngơi khoảng chừng 2-3 phút gì đó, rồi chúng ta bắt đầu làm cũng động tác như vậy và ngược lại cho tay trái cho tay phải đó. Quý vị làm rất là đơn giản vậy thôi mà nó sẽ chữa được như là mà chúng ta làm nhà dưỡng sinh vậy đó, nhưng mà nó lại có hiệu quả trị bệnh cho những cái bệnh của người lớn tuổi. Và Lâm Phương đôi điều chia sẻ gì chúc cả nhà làm theo để mà tự trị bệnh cho mình thành công tại nhà. Chúc quý vị thành công.